cùng nhau đến thăm nhà rùa. Xin xin chào rùa nha. Mình đã từng làm Dudley hết hồn vì một con trăn ở sở thú. Nhưng có lần như vậy thì sao? Các phù thủy đều làm được mà, có phải không? À, Doraemon, cứu mình với. Mọi người khắp khu phố này đều đang lùng sục mình đó. Là mình phải chạy lòng vòng tới đây. Nhanh lên đi, mà dùng cánh cửa thần kỳ hay là trong chống tre đến cứu mình đi. Không biết ở trên kia có sự sống nào ngoài xì trung hay không ta. Và có những điều không thể thay đổi được. Mình vẫn khác biệt. Bởi vì mình không phải là người giỏi che giấu nên rất lo sợ. Chính vì con người không thể nào thay đổi được bản thân mình, cho nên mới có hai loại người là thiên tài và kẻ thất bại. Người ta thường đánh giá nhau qua năng lực, ngoại hình và cả tính cách. Đó là những thứ mãi mãi vẫn không thể thay đổi. Chuyện muốn thay đổi bản thân là tuyệt đối không thể. Phu nhân, mọi người hãy lên ngựa, thuộc hạ sẽ đi bộ bảo vệ. Hắn chỉ cần để lưỡi dao chạm nhẹ vào như cứa cánh tay, ta sẽ thấy chất đỏ như máu trong đó chảy ra. Là Hắc Tâm Hổ sao? Không phải 50 năm trước hắn đã bị Thất Kiếm Hợp Bích đánh bại rồi hay sao cha? Phi Ưng, ra một khác. Vũ khí khác nhau. Hay lắm, kéo cắt hai đường. Nè, chờ đã. Nghĩ vậy hả? Hay quá, mình muốn thật ấn tượng. Nè, cứ rô, bạn đi đâu vậy? Mà mình không muốn đi ăn trộm đâu. Nếu lấy đồ thì phải trả tiền đàng hoàng chứ. Tôi sẽ sớm trở thành một trong những chiến binh rồng tiểu long thông minh và hùng mạnh nhất. Trứng, hội quái hợp. À, giờ không được đâu. Xương tôi dài thòn. Muốn ngủ ở đâu cũng được. Đây, lên giường anh mà nằm nè. Anh sẽ nằm ở dưới tủ sách cũng được mà. À, sẵn sàng. Rồi, vô. Tự tin lên. Chim mừng khác tình. Con bé tuyệt quá. Anh sẽ đặt tên cho con là Ellie. Tưởng đâu này ta. Con đánh dấu ít nè. Tưởng rồi. Nè mọi người, mau lên. Là cháu đó, người vẫn còn quan tâm. Tôi là Turbo. Tôi rất nhanh, còn họ rất ngầu. Anh đang chạy theo em để trả lại con gấu bông. Chắc là phải chịu khó lắm mới ngồi may xong được con gấu teddy này. Người hãy bình tĩnh và nhìn vào tận đáy lòng của mình để biết được người mình thật lòng quan tâm chính là ai. Làm sao mà tên cai đó lại biết được chiếc lông vũ trong lâu đài chính là của Sakura chứ? Ai đã tiết lộ với hắn điều đó? Mình không thể trở thành đại diện cho trường của bạn được đâu. Thật lòng, mình chỉ muốn so tài với Wakabayashi thôi. Còn lâu, ta mới là vua đó. Mẹ của anh là chủ tịch hội đồng quản trị. Cũng chính vì vậy mà cả ba và mẹ của anh mới bận rộn suốt đó. Tôi chỉ muốn chứng minh cho cô thấy một người tầm thường như cô chỉ cần đánh bóng kỹ lưỡng thì cũng có thể lấp lánh đó. Sao không giống như những gì mình tưởng tượng? Đáng lẽ phải sống tử tế hơn mới phải. Vào những thời khắc quan trọng thì việc quay đầu bỏ chạy hoặc đối mặt với nó chính là một quyết định khó khăn. Đừng nghĩ chị em sinh đôi thì được quyền xen vào. Chị biết chưa? Ngay bây giờ chúng ta chỉ có tiến hành mọi việc nhanh chóng thì mới không làm các dự án bị trì hoãn thôi. Dự án làng Quang Mỹ cần xúc tiến nhanh mà cậu cũng không biết nữa hả? Để tôi có thể kiểm soát được cử động của cháu tốt hơn thì tôi sẽ thêm phương pháp phục hồi chức năng. Nói thiệt là bây giờ tôi rất ghét cậu. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Tôi đã hết sạch tiền rồi, không thể mua thịt bò. Em không phải là Lý Su Dân. Em là Châu Y. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa cũng tuyệt đối không bỏ mặc Châu Y mà chạy trốn đâu. Khoan. Slowly, slowly more, more slowly. Vậy nói tiếng Hàn chưa rồi? Khung cảnh ở đây đẹp vô cùng. Mà không biết có phải chỉ mỗi mình em thấy lạ hay không? Lần thứ hai khi nãy hình như là gấu thiệt đó. Cầu thủ Chan Chi-woo huy chương đồng Olympic Bắc Kinh năm 2008 đã lên đường sang Toronto, Canada tập huấn cho kỳ đại hội Olympic London. Không lẽ là cô đang mê hoặc anh ta? Đây không phải là mình. Trao cho nhau bao lời nồng ấm.